Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì Lê Minh Thành tôi đang ở trên đoàn của Hồ Bích Trâm tôi nha. Để chuẩn bị quay cho cái bộ phim Vương Miện Xương Rồng nha. Đang quay rồi chứ phải chuẩn bị. À, tôi nói nhà anh Quang nhắc, đang quay. Nói chung mình xài sai chữ một xíu. Chào mọi người nha. Nhớ đón xem phim của Hồ Bích Trâm nha, có Lê Minh Thành tôi đóng đó. Anh Thành hôm nay thay bao nhiêu bộ quần áo anh Thành? Em thấy anh ra vô hoài luôn. Ừ, hôm nay anh thay là 13 bộ quần áo, tổng cộng 13 bộ. Nói chung là thay đồ hơi bị nhiều, hơi bị mệt. Và cái bộ đồ nói chung là cái phim này là một cái phim mà anh có thể nói là anh cảm thấy anh deep, hơi deep. Nói chung là nó hay, anh cảm thấy mình may mắn khi được làm một cái nhân vật khác. Nói chung là cái màu này nó khác với màu đông xíu, nhưng nó cũng có chút xíu đông trong đó, cho nên nó có khó là chỗ đó. Nó khác đông còn có chút xíu đông, cho nên nó cũng có chuyện nên là mới để không làm mọi người nhàm chán. Cũng mong là mọi người sẽ ủng hộ phim, đừng có nhàm chán Lê Minh Thành tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người, hiện tại đang có cái mặt tại phim trường của bộ phim Vương Miện Xương Rồng của nữ diễn viên Hồ Bích Trâm. Và mình là Adam Lâm, cũng là một diễn viên trong bộ phim này. Thì mọi người nhìn trang phục và cái cách tạo hình của Adam cũng thấy là một nhân vật rất là đầm bóng, rất là khá là chảnh chọe và có một chút mưu tính cho bản thân rất là nhiều trong cái sự nghiệp của mình tại một cái công ty giải trí mà anh đang làm việc. Thì spoil thì mình chỉ được spoil tới đó thôi, còn đi sâu hơn nữa về cái nhân vật Phi này á thì chắc là khán giả phải xem phim để biết rõ nhiều hơn. Chứ là một công ty giải trí thì đương nhiên là một cái người quản lý nữa mà lại đồng bóng nữa, thì đương nhiên là anh ta cũng sẽ phải có rất là nhiều cái bộ trang phục. Cứ mỗi ngày là anh có quyền được mặc những cái bộ trang phục mới. Thì đó là cũng là một cái khó của ekip và riêng Adam Lâm luôn. Cũng mong là trong ngày hôm nay tất cả những phân cảnh của gần như là 80% những cảnh mà Adam xuất hiện đều được dồn quay trong ngày hôm nay hết. Thì cái khối lượng đồ mà để cho anh ta xuất hiện thì chắc cũng phải trên 10 bộ. Thì cố gắng là Adam cũng như tổ trang phục là sẽ cố gắng để cho cái nhân vật Phi này là sẽ không có bị trùng lập trang phục, để luôn tạo được sự mới mẻ cho khán giả. Anh có thể cho em biết được lý do là tại sao là mình đồng ý nhận cái dự án hợp tác phát triển phim chung với chị Trâm lần này? Trâm là một người bạn chơi rất thân với là Adam, cho nên khi mà Trâm ngỏ lời là Adam nhận thôi, cho nên không có lý do nhiều cả. Chúc cho Hồ Bích Trâm cũng như là ekip của phim Vương Miện Xương Rồng luôn luôn thành công trong tất cả những buổi quay, cũng như là về phần hậu kỳ tất cả mọi thứ đều suôn sẻ để cho ra được một bộ phim hoàn chỉnh và hay nhất, đẹp nhất, tốt nhất để dành cho tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là quý vị khán giả trẻ yêu thích thời trang cũng như là những cái drama, những cái đấu đá nhau cho công ty. Thì đây chắc chắn là một cái gia vị không thể thiếu cho mọi người. Hello mọi người, bây giờ thì Vi đang ở phim trường Vương Miện Xương Rồng của Hồ Bích Trâm tại Parliament. Hôm nay thì mọi người thấy có vẻ hơi dịu dàng một xíu, thì là Vi sẽ vào một cái vai gọi là phản diện ở trong phim. Tại vì thực ra Vi với bé Trâm vốn dĩ cũng là hai chị em rất là thân thiết ở ngoài, cho nên khi mà Trâm mở lời với Vi thì Vi uống ly, không có một chút đắn đo suy nghĩ gì hết trơn. Hôm nay thì Vi vào cái vai tôi gọi là nó hơi phản diện, đi ngược với cái tuyến chính diện. Thì mọi người cũng thấy là một kiểu điệu đà, nó hơi xấu tính, là kiểu như vậy. Tuy nó không phải là một cái vai diễn gọi là khó nhằn, khó nuốt như thế, đối với Vi nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà hôm nay là đây là một bộ phim đầu tiên của một cô em gái rất thân thiết của mình, cho nên là Vi cũng đã chỉnh chu từ quần áo, từ trang phục, tất cả mọi thứ, hy vọng là sẽ có một bộ phim hoàn tại vì thực ra thì vốn dĩ Vi là một người rất là thích quần áo nhiều á, và đặc biệt là khi mà Vi thích những cái kiểu mà những cái set đồ như thế này mình đã sưu tập rất là nhiều rồi. Bình thường thì hay là kiểu mà trời ơi sưu tập nhiều quá mà không biết khi nào mới có cơ hội gì, thì bây giờ là coi như là lúc mà bé Trâm vừa nói cái cảm thấy là em yên tâm, chị đã có đồ rồi, là khi mà diện lên đồ cái là từ khăn từ tất cả mọi cái thì mọi người wow, nghĩa là đúng như mọi người tưởng tượng, thì mình cảm thấy là không uổng công bao nhiêu lâu nay mình đã mua đồ. Thì ngày hôm nay mình đã thay tổng cộng bao nhiêu bộ rồi chị? Ngày hôm nay hả? Thì ngày hôm nay tính ra là sẽ trung bình thay khoảng 10 bộ, tại vì hả là những cái khung đoạn tuy ngắn như là những cái ngày khác nhau, với lại đây là một cái phim rất là ngắn tập, cho nên là Phi sẽ thay đổi đồ liên tục khá là nhiều luôn á nha, khá là nhiều luôn á. Thật sự là Vi không nhớ chính xác được hết luôn á. Vi nhớ là từ hồi cá rô em yêu anh cũng có nè, rồi Kẻ Thù Giấu Mặt cũng có nè, nhiều không nhớ chính xác được luôn. Nhưng mà tại vì hai chị em bình thường ở ngoài ấy, cũng hay nói chuyện, cho nên là cái mức độ nó thân thiết cũng khá là gắn kết. Sắp tới thì Vi vẫn là tham gia những bộ phim khá là dài hơi, với những vai nó cũng đa dạng tính cách, và sắp tới thì kiểu là mọi người cũng đang dụ dỗ Vi làm một kênh YouTube, đang suy nghĩ xem sao. Nếu mà có thì mọi người nhớ ủng hộ nhé. Đây là bộ phim Vi cảm thấy là được sự đầu tư cũng như là chăm chút rất là nhiều của Hồ Trâm, cho nên là khi mà nghe em nó mời Vi thì Vi cũng phải nhận lời ngay. Và tất nhiên là với bộ phim đầu tay thì nó cũng có những cái sự lo lắng cả về kinh tế, cả về gọi là kịch bản, cả về con người, tất cả mọi thứ, cho nên là hy vọng là bộ phim hoàn chỉnh ta sẽ được mọi người đón nhận rất là nồng nhiệt trên kênh Hồ Bích Trâm Official nha. Xin chào chị Duyên. Mày vừa quay một tác phẩm rất là hay, đừng có làm cho tao bị động vì cái thủ đoạn bắt tao phải phỏng vấn hoài nha. Rồi với nhau mình đương nhau nha. Rồi ok luôn. Rồi sao quay và cảm nhận của chị nè. Mình con đã ra một tác phẩm của riêng mình, một tác phẩm rất là hấp dẫn, đặc biệt bản Nhiên rất là thích và hy vọng rằng là qua tác phẩm này được mọi người ủng hộ và yêu mến Hồ Bích Trâm hơn nữa, và càng ngày càng được nhiều fan hơn ha. Qua mình đã gặp nhau ở một những tác phẩm trước là như là Muôn Kiểu Làm Dâu, cũng là mẹ chồng và con dâu, nhưng mà con vô vai tiểu tam và con phá hoại gia đình mẹ. Nhưng mà lần này mẹ vào vai mẹ chồng khó tính, không phải là khó tính mà là chuyên quyền, hay đặt con đâu ngồi đó, và mặc dầu con đóng vai tốt nhưng mà mẹ không thích những người gọi là không môn đăng hộ đối, cho nên là mẹ phá hoại tình của con, về là tao quề nha. Dạ quề coi như quề nha mẹ. Rồi kêu gọi mọi người coi phim giùm con đi. Mọi người ơi, cả fan Hồ Bích Trâm lẫn là fan của tất cả các nghệ sĩ, hãy vô ủng hộ cho bộ phim này, thực sự tác phẩm rất là thú vị và có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, và hy vọng rằng mọi người phải yêu mến Hồ Bích Trâm hơn nữa, và trong đó có mình nha. Nhớ rằng là mình cũng tham gia trong bộ phim này, dù là một bà mẹ chồng nói chung là cũng khó tính, cũng khó ưa, nhưng ở mặt khác nào đó mình là có những cái điểm mà cũng gọi là yêu con nè, dễ thương nè, cũng phải có lý do để mà yêu đúng không? Phải tìm cái gì đó là cho mình nữa nha. Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều.